đàn nhị là nhạc cụ không thể thiếu trong hát sẩm. Nếu không truyền được nghề hát sẩm lại cho ai, thì nghệ nhân Hà Thị Cầu là người cuối cùng duy nhất có thể thực hành hát sẩm theo đúng lối truyền thống, tức là vừa kéo nhị vừa hát. Nguy cơ thất truyền đã báo động ở mức đỏ ngày một tăng cao. Người ta bắt đầu lo ngại tuổi tác của cụ không thể chờ đợi lâu hơn được nữa. Nhưng vẫn chưa có giải pháp khả thi nào cho thế hệ nối truyền bộ môn nghệ thuật này. Cụ Hà Thị Cầu trở thành báu vật của sẩm. Tiếp công anh chắc chở đủ cả trăm đường. Trẻ háo hức, vui sướng, chẳng quản ngại đường xá xa xôi, tự tìm về miền quê Ninh Bình gặp nghệ nhân Hà Thị Cầu để được thụ giáo cụ. Không còn những rào cản và hạn chế về mặt kỹ thuật khi nghe giọng hát của cụ Cầu qua băng đĩa như trước. Giờ đây, Mai Tuyết Hoa như chìm đắm say mê khi được trực tiếp chiêm ngưỡng báu vật của sẩm. Mỗi tiếng đàn, lời ca của nghệ nhân Hà Thị Cầu như có sức hút mạnh mẽ đối với Tuyết Hoa. Còn người nghệ nhân già cũng như được tiếp thêm sinh khí khi đã bao lâu rồi mới thấy một người trẻ kéo đàn nhị thành thục lại muốn tập hát sẩm. Như em Mai Tuyết Hoa thì bây giờ thì bài truyền bà thấy nó như thế nào, bà có thể là cái thế hệ sau có nữa là được đấy. Xin báo cáo với các anh, con này này chắc chắn lắm đấy. Em mà con nữa con phải chịu khó tu luyện rèn tập thì con mới lưu luyện như là cổ đàn. Còn chứ ai nói xuôi cả, ai nói ngược cả, đừng nghe. Tuyết Hoa thường xuyên thu xếp thời gian để có nhiều hơn nữa những dịp về ở bên nghệ nhân, học những ngón đàn, lời ca, lối ứng tác trên những làn điệu cổ chính của sẩm. Đã đành, chị yêu cả con người cụ Cầu, yêu đến cả từng nếp ăn nếp ở đậm chất sẩm của cụ, rất hóm hỉnh, nghèo đến tận cùng mà luôn lạc quan yêu đời. Sống lại cái không khí của hát sẩm từ ngày xưa thì em cảm thấy cuộc sống nó rất là lạc quan.